Nga phát lệnh truy nã ba tướng lĩnh Ukraine. Nga truy nã ba tướng lĩnh Ukraine bị cáo buộc chỉ huy các đơn vị tập kích gây tổn thất về người tại Donbass, Đôn miền đông Ukraine trong giai đoạn 2016-2019. Bộ Nội vụ Nga ngày 14 tháng 8 thông báo đã đưa ba tướng lĩnh Ukraine vào diện truy nã theo điều khoản của Bộ luật hình sự Nga. Những người này bao gồm thiếu tướng Igor Palaniuk, Andrei Kovanchuk và Yevgeny Moisiuk. Ủy ban điều tra Nga đã truy tố vắng mặt ba thiếu tướng này từ cuối tháng 7 họ cáo buộc 3 tướng lĩnh trên đã chỉ huy đơn vị của Ukraine pháo kích các khu dân cư tại Donetsk và Lugan, khiến hơn 100 người không qua khỏi và bị thương. Ukraine hiện chưa bình luận về lệnh truy nã của Nga. Xung đột nổ ra tại miền đông Ukraine từ năm 2014 giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được cho là do Nga hậu thuẫn. Hồi tháng 5, Nga cũng đưa hai tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine, trong đó có tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Chajusti vào danh sách truy nã về tội hình sự. Ngoài ông Chajusti, danh sách truy nã của Bộ Nội vụ còn bao gồm chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine trước đó ủy ban điều tra nga khởi tố hình sự đối với ông jajushny và các chỉ huy quân sự khác của ukraine với cáo buộc sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm tuy nhiên thứ trưởng quốc phòng ukraine hanna malia đã bác bỏ danh sách này và coi đây là một nỗ lực nhằm làm mất tinh thần của các lực lượng thân kiev gây áp lực tâm lý lên các chỉ huy đang chiến đấu chống lại đối thủ đông hơn họ về mặt nhân sự và khí tài là vô nghĩa bà malia bình luận